Oh my god. Congratulations, Ada. Hey, Papa, you're Adaban. I need to speak him. Papa, you're Adaban. Oh my god, Adaban snipe. How did you feel? Who will win? Who will win? Holy shit, Adaban using Golem Lightning. What the fuck? And he cannot win. I'm so. The game of the year. The Pompeo vs Adaban. Pompeo top one. Let's go. Let's go. Nó cho pom nhưng mà nếu mà pom mà bảo vệ được con Inferno Dragon thì sẽ ăn được. Nhưng mà nếu mà bị Lightning mà why you cannot. Oh, Electro Giant, or maybe Golem. Electro Giant, or maybe Golem. Anyone tell me? Electro Giant, or oh my god, Electro Giant, not Golem. Holy shit. Oh my god, too much damage. Balloon coming. Welcome to Thailand. Welcome Thailand. Welcome to Thailand. Top one. Congratulations. Take a picture, guys. Take a picture. Take a green sauce. Take a picture. The game of year. The game of year. Let's go. Game number one. Pompeo. Đúng rồi, Adaban nó chờ đến cuối nó mới đánh. Hey, what time is this? Hey guy, I need to speak on Pompeo right now. Too much damage. Inferno Dragon got too much damage. Ở trong đây mình còn một nửa mấy chim. Dung Ngu bây giờ khỏe thế. Dung Ngu nó xuất hiện bởi vì nó có sự trở lại của Royal Dragon. Mình có một nửa bánh trưng mà mình chưa ăn này, đói quá. Lâu lắm không ăn bánh trưng. Rảnh tối về ăn. Pompeo top 1.
Cũng chưa chắc, tại vì là thằng Pompeo nó toàn bị tụt ở phút cuối thôi. Nhưng phải nói ngày xưa Pompeo nó finish cho cả Nova Pompeo với lại Pompeo nhiều đấy. Chặn được rồi. Đổi lane. Đây mà thời điểm mơ lane hơi nhạy cảm. Miner. Giáp. Giáp. Ấy xin cô em. Rồi ok. Vụt chết rồi. Time to balloon. Time to balloon. GG, well play. Yeah. Yeah. Thắng cái bọn trong clan. Yes, Viper top fancy right now. Need some more fire. React able. Grab girlfriend? No. I'm lady boy. Imagine. Quả đấy không biết fireball là win rồi. Yeah, maybe I Sonoban is why try get up one more time. Seamless. No, I'm boy, bro. I'm a man. Not lady boy, I'm not a man. Smell, you smell. Eat a jog, eat a jog. Her friend. Thailand and Vietnam. Thailand, bro. Thailand. Sao bỏ đi cả. It's a body car. Look at push up. Mùa sau Xbo, mùa sau cái deck Rider Dragon Fisherman Hunter này đã bị giảm xuống. Sawadika in Vietnam. Xin chào. Let's say hello. Hello Elite and Vietnamese. Xin chào. Ôi, bảo ơi trễ ạ. Ôi dồi ôi, cứ mỗi mùa lại nhớ đến em. Ok em, vào cập nhật đi. Thôi thực ra không chả cần cập nhật lắm. Em cũng đợi tận độ khoảng 10-15 phút cuối cùng rồi hay cập nhật được. Nào, Vietnamese not much. Chimel. I think from Vietnam, Thailand. I have so many Chimel. Good job, Lucas. Good job. Welcome to Thailand. Welcome Thailand. Jason. Welcome to Thailand. Giờ nhiều phút để xem nào. In matching, yeah, matching.
Andreas Abel, yeah, thằng top player, thằng top 2, Hot Cycle đi. Hay hay hay, trận này hay. Give me a like share video guys, give me a like share video, please. Hot, hot earthquake. The scene quality is so slow, really? Come on! Sugar Goblin, no Black Dragon anymore. Yeah, anymore. No anymore. Thunderboy Muji. The opinion is your first in work, really? Hello Ngọc Minh! Khỏe không cháu? Good quality Emerald. Má thằng kia lại bảo là không quality quá thấp, chẳng lẽ lại xem 1.4 à? Anh em còn nhớ là cái hôm đầu tiên khi mà Team Peso sử dụng cái cam cái mẹo gì mà hình như mạng nó chậm. Thế đánh mẹ gì quality nó có xuống có 1.4 á. Ồ sao 12 giờ đi học rồi à? Thôi rồi xem tí luôn. Xem ít thôi, không xem nhiều lại nghiện đấy. Nghiện là học rồi. Hay có ta con Miner lên cùng lúc luôn. Balloon với lại Neon Mega Minion vẫn còn sống. Balloon đẩy lên. Con Mega vẫn có một hit đấy từ Balloon. Không. You like a Fransco Escamilla? I don't know what a Fransco. Ờ đúng rồi, anh từ xa. Nhưng mà không phải đâu, đơn giản là ví dụ ít nhất thì cu cam cũng được cái full HD chứ lại. Còn không thì 4K. Lại cái hôm đầu tiên các ông nhìn thấy nó xuống mẹ 144, còn không thể nhìn thấy mặt thằng nào đánh. Không, nhưng mà đến cái bãi trận chung kết thì trận tứ kết thì Team Peso nắc bé, nhưng mà trận bán kết với chung kết thì khác rồi. Mình thấy được mặt của người và thao tác của họ. Mình có chụp lại cái ảnh của cái trận đấu tứ kết. Ui dồi ôi, đánh với T-Pap nếu nhìn thấy thằng nào đánh thằng nào chơi nhá. Mặt nhắc be đó bét. Cái quái gì nó xảy ra vậy? 5, 4, 3, 2, 1. Good job. Let's go number one. Where do you live? Vietnam. You know my country. From South Asia. How much do you earn for on YouTube? No, but nothing. You know, start live stream, nobody donation for me. Yeah. No benefits. Full HD có chứ. Không che mà. My playing, I'm not sure. Can you show how much trophy does number one player in the global leader a lot leader most? Wait for me 1 minute. Come on, earthquake time, lock and snowball. This balloon zap. The zap. No way. Holy shit. Why do you stream, buddy? My passion.